giờ rồi đó. Mày mua sách vở mới, quấy quần áo mới rồi chưa? Vậy năm nay ông học sách cũ, quấy quần áo cũ anh ơi. Trời ơi, sách cũ sao mọc được? Còn thêm quần áo cũ nữa, xấu lắm. Anh làm gì mà khi dễ người ta quá vậy? Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, không thông cảm được thì thôi. Có đâu chơi cùng người ta như vậy? Như vậy là không có tốt đâu nghe. Oh my god! Wow! A few moments later. Cô mẹ con mới về. Bữa nay bán vé số hết không mà mặc quần heo vậy? Dạ hết nè. Mẹ lật kêu hả? Để con lật tiếp mẹ nghe. Xuống đây con. Mẹ dành dụm được ít tiền rồi. Vài bữa nữa mẹ mua cho con bộ đồ mới mặc đi học nha. Con chịu không? Dạ thôi khỏi đi mợ. Con mặc đồ cũ là được rồi. Mẹ để dành tiền mua gạo ăn đi mợ. Nhưng mà mẹ thấy đồ của con á cũ hết rồi. Con mặc con không ngại với bạn bè à? Dạ đâu có gì đâu mà ngại mợ. Được đi học là may mắn lắm rồi. Bạn bè bán vé số chung với con á. Có một số bạn vì nghèo quá đâu có được đến trường đâu mợ. Con được đi học là con vui lắm rồi. Mẹ cứ yên tâm nghe mợ. Để nói cho mẹ nghe nè. Mặc quần áo mới á chỉ là hạnh phúc bên ngoài thôi. Điều quan trọng nhất á mà là trong cái túi quần cũ của mình nè có tiền hay không thôi mới là quan trọng. Thầy có nói vậy đúng không ông bà cô chú? Đúng mình nhớ bấm like cho con quý nghe. Hả?